Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Nói về những cái bản cập nhật phần mềm thì mình khẳng định với các bạn luôn, không ai qua mặt được Apple. Ngày hôm nay, Apple họ vừa cập nhật thêm một cái phiên bản cập nhật mới, iOS 18.0 Developer Beta 5. Và đây là cái phiên bản để giúp cho những bạn nào mà chúng ta đang sử dụng những cái chiếc iPhone không phải là iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max để cập nhật lên iOS 18.1, thì các bạn có thể cập nhật lên cái phiên bản iOS 18.0 Developer Beta 5 này. Và ngoài ra chúng ta sẽ có những cái phiên bản Public Beta nữa, cho nên nó loanh quanh đâu đó hiện tại đang có khoảng 5 phiên bản iOS mà các bạn có thể cập nhật được nha, tùy vào từng máy. Và video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn toàn cảnh về iOS 18.0 Developer Beta 5. Mình vừa cập nhật lên vào sáng hôm nay và trên cái con iPhone 12 Pro Max này. Còn với cái con iPhone 15 Pro của mình á, thì hiện tại mình đã lên cái phiên bản iOS 18.1 rồi. Cho nên mình sẽ đổi qua con này để review cho các bạn. Và khi mà chúng ta cập nhật lên thì cái mức dung lượng của nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi, khoảng 1.82GB ở trên cái con máy này của mình. Và sau khi mà mình đã cập nhật xong thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn về mã nhé. Ở đây chúng ta sẽ có mã là 22A5326F và đây sẽ là phiên bản mã của iOS 18 Developer Beta 5. Và chúng ta cũng sẽ có một vài những cái cập nhật mới mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Điều đầu tiên đó chính là cái phần ảnh. Với cái phần ảnh này á, lúc trước các bạn nhớ là chúng ta sẽ có ba cái dấu chấm ở đây để mà các bạn có thể vuốt qua vuốt lại và chúng ta chuyển sang những cái mục khác, nhưng ở cái phiên bản Beta 5 này thì lại bị mất đi. Còn ở trên cái phiên bản 18.1 nhá, thì hiện tại nó vẫn có cái tính năng này, cho nên mình chưa biết là cái sự chồng chéo của những cái phiên bản iOS nó sẽ như thế nào khi mà cái phiên bản Public Beta được ra mắt hay là cái phiên bản iOS 18.1 chính thức được ra mắt. Rồi, và ở thời điểm hiện tại thì gần như ở đây các bạn có thể thấy chúng ta đã mất đi ba cái dấu chấm ở bên dưới rồi, và chúng ta cũng mất luôn cái tính năng vuốt qua vuốt lại để mà các bạn có thể xem được những cái hạng mục khác ở cái phần ảnh. Và khi mà chúng ta kéo xuống bên dưới á, thì ở tiếp bên dưới các bạn sẽ có một cái mục, đó chính là Customize and Recorder. Có nghĩa là các bạn có thể gom những cái ảnh này lại hoặc là các bạn có thể tùy chỉnh được nó. Và ở đây các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có những ngày gần đây nè, người nè, thú cưng nè. Đại loại là tất cả những cái hạng mục này, nếu như các bạn không cần thì các bạn có thể tắt nó đi, thì nó sẽ không có hiện ở trên cái phần ảnh của chúng ta nữa. Và ở cái phần ảnh này thực sự thì những cái tính năng và những cái cập nhật mới của nó mình thấy nó khá là tù và nó không có được trực quan cho lắm. Cho nên chúng ta sẽ cùng đi qua đến cái tính năng tiếp theo ở phần Safari. Và khi mà ở phần Safari này thì các bạn sẽ có một cái tính năng mới, đó chính là các bạn có thể ấn được một số những cái mục gây sao lãng. Cụ thể nó như thế nào? Khi mà các bạn mở một cái trang web lên như thế này, ngoài những cái tin tức mà chúng ta muốn đọc thì nó còn sẽ có những cái quảng cáo. Và khi mà các bạn chọn vào ấn những cái mục gây sao lãng, ví dụ như ở đây nhá, mình chọn vào mục này và mình chọn ấn nó đi, thì nó sẽ biến mất cái quảng cáo này luôn. Và ví dụ như ở đây mình không có thích cái video clip này chẳng hạn, mình cũng chọn vào nó và ấn nó đi, thì ngay lập tức chúng ta sẽ chỉ có một cái trang web ngắn như thế này thôi. Đó, các bạn có thể thấy. Và sau đó mình sẽ chọn lại xong, và bây giờ mình sẽ truy cập vào một cái trang tin để mà chúng ta sẽ cùng coi thử xem là ấn thêm được gì nhá. Và ở đây thì chúng ta có thể lưu ý một điều, đó chính là nó sẽ chỉ ấn những cái hạng mục nào mà hiện tại các bạn đang thấy thôi. Đồng nghĩa với việc nếu như mà các bạn đang chọn vào cái mục ẩn này và các bạn vuốt xuống thì chúng ta cũng sẽ không có vuốt xuống được nha. Đây các bạn có thể thấy mình ẩn rồi nè, nhưng mình sẽ không có vuốt xuống được. Và đây thì các bạn có thể thấy ngoài việc nó có thể ẩn được cái quảng cáo thì nó còn có thể ẩn được những cái dòng text mà các bạn không mong muốn. Thì thực ra đây không phải là cái phương thức để mà các bạn có thể loại bỏ quảng cáo nha, mà là Apple họ đưa cho các bạn những cái thông tin mà chúng ta cần đọc thôi. Đó. Và khi mà các bạn chọn xong thì chúng ta sẽ có một cái trang web nó liên tục như thế này. Và nếu như các bạn lướt xuống bên dưới và chúng ta vẫn còn có quảng cáo thì lại một lần nữa các bạn sẽ truy cập vào mục ẩn và chúng ta sẽ ẩn cái quảng cáo đó đi. Đó chính là cái mà mình thấy nó khá là hữu dụng ở thời điểm hiện tại. Tại vì thực sự á, sẽ rất là khó chịu nếu như mà các bạn mở một cái trang tin tức lên và khi mà chúng ta đang đọc tin tức thì lại có rất là nhiều những cái thông tin khác, quảng cáo, rồi là những cái cập nhật khác nó
chạy liên tục ở trên màn hình thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là bị mất tập trung ở cái phần này. Và ngoài ra ở trên cái thanh Control Center nó cũng sẽ có thay đổi một vài thứ mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì ở đây á, Apple họ redesign lại những cái icon này thôi, chứ họ không có thay đổi về mặt chức năng của nó nha. Điều đầu tiên đó chính là ở cái chế độ nguồn điện thấp thì chúng ta đã có một cái thiết kế icon nó khác đi một tí, cái viền nó được làm dày hơn nè. Ở cái phần phản chiếu màn hình, thay vì á chúng ta có một cái hai cái màn hình với tỷ lệ là 16:9 thì bây giờ khi mà các bạn nhìn vào này nó sẽ có cái tỷ lệ là 4:3 thôi đó. Ở bên dưới thì chúng ta cũng sẽ có một vài những cái thay đổi khác mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái phần là pin Apple Watch, thì lúc trước nó sẽ có hai cái dấu âm thanh chỉa ra hai bên, còn bây giờ nó sẽ là dấu gạch chéo đó. Một vài những cái thay đổi nho nhỏ như thế ở trên cái phiên bản iOS 18 Developer Beta 5. Và đây với cái phần thích nghi tai nghe, lúc trước icon của nó sẽ là một cái headphone thì bây giờ Apple họ chuyển lại là thành hình cái lỗ tai đó. Như mình đã nói là Apple họ redesign lại những cái icon này thôi, chứ không có thay đổi về mặt chức năng của nó, các bạn vẫn dùng một cách hoàn toàn bình thường. Rồi và về giao diện chính thì Apple họ cũng có một cái thay đổi nho nhỏ thôi. Và thực sự thì mình thấy cái thay đổi này có đổi hay không thì nó cũng không quá là quan trọng cho lắm. Đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Khi mà truy cập vào mục sửa và mục tùy chỉnh thì chúng ta có thể thấy ở cái mục tự động và mục sáng nó sẽ thay đổi cái vị trí này cho nhau. Như mình đã nói, Apple họ redesign lại chứ họ không có thay đổi về mặt tính năng, cho nên gần như là những cái tính năng này chúng ta vẫn sử dụng một cách hoàn toàn bình thường. Và cái cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là ở phần tin nhắn. Thì ở phần tin nhắn này khi mà các bạn chọn vào emoji thì chúng ta sẽ có một cái emoji mà các bạn thường sử dụng, nó nằm ở đây. Ở những cái phiên bản trước thì như mình nhớ nó đã bị bỏ đi cái phần này rồi, và Apple họ đã cho nó quay trở lại ở trên cái phiên bản iOS 18 Developer Beta 5. Và cũng tương tự như vậy, ở trên cái phiên bản iOS 18.1 thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, ngoài cái emoji mà các bạn đang thấy thì chúng ta sẽ có một cái tab nữa, các bạn cứ vuốt sang phải thì nó sẽ ra những cái emoji, ví dụ như là mặt của các bạn này hay là hình của những con gấu, những cái con vật. Thì ở trên cái phiên bản iOS 18 Developer Beta 5 này thì riêng về cái phần emoji thì họ đã mang lại cho chúng ta một cái emoji mà các bạn thường xuyên sử dụng, nó sẽ nằm ở đây. Và đó sẽ là tất cả những cái thay đổi trên cái phiên bản iOS 18 Developer Beta 5. Tại vì đây là một cái con máy mà mình khá là ít cập nhật iOS, cho đến lúc mà cái con 15 Pro của mình nè nó lên cái phiên bản iOS 18.1, cho nên bắt buộc mình phải lấy con này để mà mình lên cái phiên bản iOS 18.0 Developer Beta 5. Cho nên về mặt hiệu năng nó sẽ không có cái số liệu để mà các bạn có thể đo, để mà so sánh với những cái phiên bản lần trước. Và mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một tí về pin. Thì về cơ bản á, với cái phiên bản iOS 18 Developer Beta 5 này chưa có Apple Intelligence, cho nên về mặt pin mình thấy nó khá là ổn định, khi mà cái chiếc iPhone của chúng ta nó không cần phải ready 24/7 để mà lúc nào nó cũng phải nghe các bạn gọi Hey Siri và nó mở Apple Intelligence lên đó. Cho nên về mặt pin nó khá là ổn, và nó ổn hơn nhiều so với cái con 15 Pro của mình đang sử dụng cái phiên bản là iOS 18.1. Mặc dù nhá, mình có thể show cho các bạn coi cái phần pin ở trên cái con iPhone 12 Pro Max này nè, nó đang ở mức là bảo trì 77%, còn với con 15 Pro của mình nó ở thời điểm hiện tại nó vẫn còn tận 90% nha. Mình đồng ý là nó sẽ có cái sự chênh lệch khá là lớn về mặt dung lượng pin giữa một con Pro và một con Pro Max, nhưng ở thời điểm hiện tại cả hai con này đều đã trải qua một cái quá trình sử dụng rồi, và đó sẽ là cái cảm nhận cá nhân của mình khi mà mình sử dụng cái con 12 Pro Max này với cái phiên bản iOS 18 Developer Beta 5. Còn với cái phiên bản iOS 18.1 thì như mình đã chia sẻ với các bạn, pin của nó cực kỳ tệ, hết pin cực kỳ nhanh luôn nha các bạn ơi. Rồi và đó sẽ là tất cả những cái thay đổi cũng như là những cái tính năng mới ở trên cái phiên bản iOS 18 Developer Beta 5. Những bạn nào mà chúng ta đã lỡ cập nhật lên những cái phiên bản beta 3, beta 4 rồi thì chúng ta cũng không cần ngần ngại mà chúng ta cứ cập nhật lên cái phiên bản beta 5 luôn. Còn với cái phiên bản iOS 18.1 thì như mình đã chia sẻ, nó chỉ hỗ trợ ở thời điểm hiện tại với những cái chiếc iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max thôi. Và mình không biết là các bạn đã có cái trải nghiệm như thế nào về phiên bản iOS 18 Developer Beta 5 này thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ một mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.